chào tất cả quý bà con quay lại với kênh máy xúc con cẩu xe bèn tôi. Hôm nay giới thiệu anh em một con Volvo nì đòn, khỏe như trâu luôn. Thủy lực nhanh, máy thanh thoát. Bán giá rất là thích hợp cho anh em, giá ngọt đấy. Đang đói tiền ngân hàng rồi. Nhưng mà thuận mua bán được giá thì bán, lỗ quá thì bán mất nhà luôn á. Con này thì quý vị mà lấy thì yên tâm đi, chúng tôi dám đảm bảo cho anh em là về làm việc hiệu quả luôn, vì con này chúng tôi đã cho đi thử máy rất là nhiều lần rồi. Không những thử mới lấy về thử, trong khi đó chúng tôi cho đi làm nữa. Hôm nay xuống bãi mới thì cho em nó là một cái bãi như này. Đây là bãi vườn thuật của chúng tôi quý vị nhé. Cái video mà tôi hay quay ở trên bãi trên kia ấy, là trên đấy là xưởng để anh em dọn xe. Trên đấy nó chật quá, không có chỗ để dọn, không có chỗ để thử xe, nên là chúng tôi đưa xe xuống đây. Còn trên đó là máy về đó tập kết, trên đó đi thử máy về xong bắt đầu những cái chi tiết nào mà nó chưa được hoàn hảo hoàn chỉnh thì chúng tôi sẽ dọn rồi bắt đầu là chở xuống đây để cho anh em có cái bãi rộng nên thử xe múa máy cho nó thoáng tay. Đây là chúng tôi kéo một số xe xuống đây để thôi, còn trên kia còn khá là nhiều. Nên là quý vị và quý anh chị bà con mà đang lấn cấn mua những dòng như là Dosan, Volvo thì đến chúng tôi, giá thì nó rất là bình dân thôi, bình dân với anh em lập nghiệp. Còn anh em làm nhiều tiền hơn thì có thể sử dụng những sản phẩm như là Hitachi, Komat đời cao hơn. Con này chúng tôi là đời 2008. Mới kéo xuống đây cũng chưa có rửa xe gì cả. Con này rửa lên thì long lanh đẹp đẽ lắm. Như dòng Volvo chúng tôi dưới Bình Dương và quận 9 thì Hồ Chí Minh chúng tôi vẫn có và vẫn để rất là nhiều. Anh em nhắn tin gọi điện tôi là tìm cho em một cái xe tầm tiền đâu đó khoảng hơn 100 mà phải máy 02, xong còn phải đẹp, rồi còn zin, thì nói thật với anh em với quý vị là như vậy thì không thể nào tìm được. Đã nhập về đã phải hơn cái số tiền đó rồi, còn chưa kể là phải dọn tất cả những con máy mà về đến Việt Nam đều phải dọn lại hết. Nhìn cái tầm tiền đó mà anh em mua 02 thì không thể mua được, mua 015 thôi. Mà 015 á thì máy phải con là máy đã qua sử dụng ở Việt Nam rồi thì mới mua được. Còn nếu mà máy mà chưa sử dụng ở Việt Nam thì cũng rất là khó mua. Nổ êm như xe con, quý vị thấy không? Còn chứ, nghe tiếng máy rồi. Đi làm mà cũng màu xấu quá nó vậy. Nó mới sơn lại à? Sơn lại nữa. Sơn gom.
xịt cho có. Lấy cái mẫu màu rin này mà lấy không được ta. Lấy được chứ. Lấy mẫu màu rin là nó đậm sầm 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 xuống á. Năm nay xe vừa rồi quý vị thấy không? Thế luôn nha, cái này. Đó. Quay chi tiết này anh em có thể nhìn nhận những cái sản phẩm của chúng tôi nha. Lấy ra phải không? Bắt cầu này. Đường búa có. Quay chi tiết làm sao có để cho quý vị theo dõi. Cái này chúng tôi chưa rửa đâu, cái này đục đất ra nhé. Rồi xịt đi thì nhìn nó long lanh lắm. Con này chúng tôi đảm bảo cho quý vị là không nóng nước, không sôi nước. Đây, cái này cũng còn bẩn, chìa khóa mất đây này. Chưa có rửa, nhìn nó rất là nhiều người thích cả cái fork và cái bề ngoài, nhưng thực ra với chúng tôi thì cái bề ngoài nó rất là quan trọng, nhưng nó không quan trọng bằng cái thủy lực cũng như là máy móc bơm cây ta và cái hiệu quả làm việc của nó. Cái đấy là quan trọng nhất khi chúng ta mua xe về. Còn về cái đàn lông lá thì nó rất là đơn giản thôi. Anh em mà không thích như vậy thì có thể sơn lại là nhìn nó đẹp. Còn quan trọng nhất là khi chúng ta mua xe là phải làm gì? Bơm máy chân cẳng, quay toa. Đó là cái quan trọng nhất để chúng ta làm gì? Kiếm ăn mà chúng ta đâu không đi thi hoa hậu đâu. Đây, cái xương xích này. Bánh phun này. Nhưng anh em có tiền thì cứ đến chỗ chúng tôi tìm cho mình cái sản phẩm ưng ý bụng. Hiện tại chúng tôi kéo hai con Volvo thôi, còn trên kia thì ba con, một con ở dưới đây kéo hai con xuống, còn trên kia còn vài con nữa. Ở đây thì có cái thằng con trực tiếp. Ôi này lấy cái ấy đục. Trên mình có con dao ấy, đục cái đất này đi, đất nó bám thế mà. Con này thì có tháo lắp nhanh này, đẹp long lanh luôn, nhìn ở ngoài chưa rửa giấy gì xấu còn bẩn tí thôi, rửa lên thì ngang với Thúy Kiều. IHI con này là con Volvo, con Hyundai Nope. Rồi bây giờ thì video của chúng tôi cũng xin kết thúc ở đây. Rất là vui khi được phục vụ bà con. Bà con nhớ đăng ký kênh miễn phí để tiện theo dõi hơn những cái sản phẩm mà chúng tôi đăng tải hàng ngày. Và rất là vui khi được phục vụ bà con cô bác ở trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.